xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Trịnh Phát cũng như quay trở lại cái video phân tích cổ phiếu ngày hôm nay. Thì trước khi mà chúng ta đi qua các mã cổ phiếu, anh chị mình có thể là chúng ta dành ra một vài giây để có thể like cũng như đăng ký kênh và để lại một cái trái tim ở phần bình luận để cho cái video này tăng lực tương tác cũng như là tăng lực đề xuất với anh chị nhé. Ok, thì chúng ta sẽ đi qua về nhìn chung về tình hình VN-Index trong phiên giao dịch ngày 28 tháng 12. VN-Index ngày 28 tháng 12 của chúng ta đóng phiên kết nền ở cái vùng 1128. Đây là một cái dấu hiệu khá là tích cực khi mà VN-Index của chúng ta có những cái xu hướng ngày càng tiệm cận đến những cái vùng đỉnh cũ. Và đến cái phiên chiều nay quý anh chị, trong phiên giao dịch buổi chiều ngày 28 tháng 12 thì VN-Index của chúng ta đã có những cái bước là vượt lên những cái vùng 1130 rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn đang áp lực chốt lời ở quanh những cái vùng đỉnh cũ như vậy. Thì khả năng đối với VN-Index của chúng ta thì nó vẫn sẽ có những cái nhịp tích lũy ở quanh cái vùng là 1125, 1130 này của anh chị nha. Đây vẫn sẽ là cái vùng nếu mà anh chị mình mà chúng ta có kế hoạch là chúng ta tham gia ngắn hạn, chúng ta chốt lời để nghỉ lễ, anh chị mình có thể cân nhắc chúng ta chốt lời ở quanh những cái vùng này của anh chị nha. Có những cái nhịp kéo xanh lên, đây sẽ là vẫn là cái cơ hội để anh chị mình chốt lời ngắn hạn. Thì để mà đưa ra những cái kịch bản trong cái phiên giao dịch ngày mai, anh chị mình thấy là VN-Index của chúng ta khả năng ngày mai sẽ có những cái nhịp kéo lên. Tuy nhiên thì nó sẽ không có tăng mạnh được, tại vì hiện tại nó vẫn đang có một cái vùng kháng cự phía trên là vùng 1137. Và khi mà nó kéo lên những cái vùng này thì áp lực chốt lời của nó vẫn có những quý trị, áp lực chốt lời ngày càng có. Nên thành ra để mà nó có thể tăng mạnh được thì nó cần phải có cái sự điều kiện. Đó là đầu tiên nó sẽ phải là thanh khoản quý chị nhé. Thanh khoản chúng ta sẽ phải đạt ở cái mức mà có thể vượt được những cái vùng này, đâu đó phải trên 20 tỷ thì chúng ta mới có cái kỳ vọng là VN-Index của chúng ta vượt được. Cái lý do thứ hai cũng như cái điều kiện thứ hai chúng ta có thể nhắc đến, đó là VN-Index của chúng ta thì nó tăng chủ yếu ngày phiên giao dịch ngày hôm nay. Anh chị mình có thể để ý cái phần mà tác động đến VN-Index hôm nay thì chủ yếu là cái họ nhà Vin, là còn Vinhome, VIC, còn SB, các mã cổ phiếu nhóm ngân hàng và nhóm cổ phiếu trụ thì hôm nay đã kéo thị trường của chúng ta đi lên. Thì khi mà thị trường chúng ta kéo lên các mã cổ phiếu nhóm ngân hàng và cái mã cổ phiếu trụ thì nó không thể là kéo thị trường chúng ta tăng mạnh được, thì phải có những cái mã cổ phiếu nhóm ngành khác nó dẫn dắt. Thì em lại khả năng nếu mà thị trường có những cái nhịp tăng điểm thì không thể thiếu đó là cái sự góp mặt của nhóm chứng khoán quý anh chị nha. Thì lý do tại sao mà có phải nhóm chứng khoán thì nhóm chứng khoán cũng là một trong những cái nhóm mà lớn, cũng như khi mà chúng ta tham gia vào thị trường thì nhóm chứng khoán vẫn sẽ là cái nhóm có cái xu hướng cũng như là tín hiệu sớm hơn so với thị trường. Thì để mà chúng ta tìm hiểu rõ hơn lý do tại sao thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua các mã cổ phiếu để xem được cái timing là khi nào nó có thể tăng mạnh được và cái khả năng mà chúng ta có thể là view theo và xác định được thị trường chung, cũng như là khi mà VN-Index của chúng ta muốn tăng mạnh thì các nhóm như là nhóm chứng khoán hay nhóm thép hay nhóm bất động sản nó sẽ là những cái mã cổ phiếu sẽ góp phần làm tăng điểm cho VN-Index. Ok, chúng ta sẽ đi vào các mã cổ phiếu đầu tiên, và mã cổ phiếu CTS. Hôm nay thì CTS của chúng ta có một cái phiên tăng điểm khá là tốt các anh chị nhé, tăng 0,71%. Thì đây là một cái tăng điểm không có quá nhiều. Tuy nhiên thì đối với CTS thì vẫn là một cái điểm tích cực khi mà trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó đã có cái tín hiệu tích cực là vượt qua những cái vùng kháng cự trong ngắn hạn, và hiện tại nó đang có xu hướng là tăng điểm khi mà nó đã vượt hết những cái vùng kháng cự rồi, nó đã có cái nền tích lũy rất là đẹp. Anh chị mình thấy đây, nó có một cái nền tích lũy tạo nền rất là đẹp ở quanh cái vùng giá 27.5. Thì đây là cái điểm mà chúng ta thấy được khi mà nó về những cái vùng biên dưới sâu nhất của nó là quanh vùng 26.5 và cao nhất của nó là cái quanh vùng 29.6. Thì chúng ta thấy là hiện tại VN-Index của chúng con CTS của chúng ta đã quanh cái vùng là 28.35. Thì phiên giao dịch ngày mai thì sẽ là một cái phiên có thể là khá tích cực đối với mã cổ phiếu CTS này, bởi vì nó đã thoát được những cái cản trở rồi. Thì khi mà thoát được những cái vùng cản cũng như vậy thì cái khả năng nó vượt được rất là nhanh quý chị nhá. Vì mã cổ phiếu CTS này thì nó cũng đã có xu hướng đi trước thị trường rồi, và cái khả năng mã cổ phiếu này có thể là bứt tốc lên được là có nha quý anh chị. Anh chị nào mà đang có CTS, anh chị mình cứ tiếp tục nắm giữ đối với mã cổ phiếu này. Và anh chị nào mà chúng ta muốn chốt lời thì em lại khuyến nghị anh chị mình chỉ nên chốt lời 50% thôi. Thì khả năng đối với nhóm chứng khoán sẽ là cái nhóm tăng điểm cùng với thị trường chung. Nên thành ra anh chị mình có thể thấy trong phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường của chúng ta tăng mạnh, chúng ta tăng 6,94 điểm, tương đương 0,62%. Thì đối với cái thị trường chung của chúng ta tăng, hay là trong phiên giao dịch vừa qua thì thị trường chúng ta tăng liên tục như vậy, nhóm chứng khoán của chúng ta không có tăng nhiều. Tuy nhiên anh chị mình thấy là
cái nền của nó đã rất là chắc chắn rồi, thì cái khả năng mà nó có xu hướng break đi lên, và khi mà nó có những cái tín hiệu như vậy thì nó sẽ tăng lên rất là mạnh, nó sẽ có thể kéo xanh liên tục 2-3 phiên là chuyện bình thường quý anh chị nha. Nên thành ra anh chị mình có thể là chúng ta cứ cân nhắc, anh chị mình cứ bình tĩnh và kiên trì đối với các mã cổ phiếu chứng khoán, thì đối với CTS nói riêng cũng vậy quý anh chị nha. Tiếp theo đó là cổ phiếu VND. Đối với VND cũng vậy quý anh chị nha, tuy nhiên nó chậm hơn con CTS một chút, đó là phải cần thêm 2 phiên nữa quý anh chị, 1 đến 2 phiên nữa. Nhanh thì có thể là phiên giao dịch ngày mai, mà chậm có thể là qua đến đầu năm 2024 nó mới có thể vượt mạnh được. Thì VND trong cái giai đoạn này em lại vẫn đánh giá là một mã cổ phiếu tốt, anh chị mình có thể là chúng ta tham gia vào được. Ngày hôm nay nó cũng tăng 0,68%, thì cũng là một cái điểm để chúng ta có thể thấy thị trường chúng ta đang cũng có những cái sức tăng, cũng như cái nền của nó đã rất là đẹp rồi, tạo nền rất là chắc chắn luôn. Nên thành ra đối với VND cũng vậy nha quý anh chị nào đang nắm giữ, anh chị mình vẫn có thể tiếp tục nắm giữ, cũng như em lại khuyến nghị quý anh chị, cũng như là kỳ vọng là anh chị mình có thể kiên nhẫn thêm một vài phiên nữa, anh chị mình nắm giữ nhóm chứng khoán này thêm một vài phiên nữa, để anh chị mình có thể là nhận được những cái trái ngọt khi mà anh chị mình đã kiên trì nắm giữ những cái mã cổ phiếu này trong vòng đâu đó thì sợ lâu nhất là 2 tháng, mà ít nhất của anh chị mình cũng đâu đó là 20 phiên của anh chị ha. Thì đối với con VND này thì nó đang gặp một chút rắc rối ở quanh cái vùng kháng cự là 22.69-22.7. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái kháng cự này nó sẽ không đáng ngại nữa, khi mà nó đã có 4 cây liên tục ở quanh những cái vùng là 22.7 này rồi, thì cái khả năng mà trong phiên giao dịch tuần sau của anh chị nhé, khả năng trong tuần sau nó có cái xu hướng là vượt được cái vùng cản là 22.7 này. Nó đã có 4 phiên thì khi mà nó chạm về liên tục như vậy thì cái kháng cự này nó sẽ yếu đi dần, và khả năng cái tuần sau sẽ là cái tuần còn tăng tốt nhất, cũng như là nó có một cái xu hướng an toàn hơn để anh chị mình có thể là chúng ta view. Tiếp theo thì VND thì vẫn là một cái mã cổ phiếu anh chị mình có thể chúng ta tiếp tục nắm giữ, tiếp tục theo dõi và tiếp tục kiên trì nắm giữ với anh chị nha. Tiếp theo đó là mã cổ phiếu SSI. SSI thì đây là cái mã cổ phiếu mà chúng ta không thể thiếu khi mà chúng ta nhắc đến nhóm chứng khoán, đúng không quý anh chị? Thì đối với SSI nó cũng giống như cái VND vậy, nó đang cần phải có thêm 1 đến 2 phiên nữa quý anh chị nhé. 1 đến 2 phiên nữa nó mới có thể vượt qua được hết các vùng cản và nó mới có thể tăng mạnh được. Thì đối với SSI thì cái đặc điểm tăng của nó không có quá nhiều quý anh chị nhé. Thế thành ra anh chị nào mà chúng ta tham gia những cái vùng đỉnh trên này, anh chị mình hiện tại cũng chỉ đang lỗ đâu đó tầm 1-2% thôi, không có quá nhiều. Nên thành ra anh chị mình cũng đừng có quá lo lắng, anh chị mình vẫn có khả năng là chúng ta về bờ được đối với mã cổ phiếu SSI. Anh chị nào mà đang có thì em vẫn khuyến nghị với anh chị mình tiếp tục nắm giữ thôi quý anh chị nhé. Tiếp tục nắm giữ đối mã cổ phiếu SSI này. Thì đối với cái nhóm mã VND thì trong trung hạn của nó là nó vẫn đang nằm tích lũy ở cái vùng biên dưới, đúng không quý anh chị? Tuy nhiên thì SSI nó đã có tạo một cái nền rất là chặt. Đây, anh chị mình thấy này, nó đã có những cái quá trình tích lũy ở quanh ngay cái vùng kháng cự là 31.36. Và hiện tại nó đã có thêm 4 cây nữa ở trên cái vùng kháng cự này rồi. Thì cái khả năng đối với SSI nó sẽ có cái xu hướng tăng mạnh. Anh chị mình mà đang nắm giữ thì đây sẽ là một cái tín hiệu để anh chị mình có thể yên tâm hơn. Chúng ta tiếp tục nắm giữ đối với SSI. Và xu hướng trong trung hạn của nó vẫn đang là một cái xu hướng tăng, nên thành ra anh chị mình có muốn nắm giữ lâu dài đối với SSI, anh chị mình vẫn có thể nắm giữ. Và anh chị mình lưu ý là qua năm sau thì sẽ có các thông tin về việc phát hành thêm đối với mã cổ phiếu SSI này. Qua năm sau anh chị mình nên chú ý các mốc thời gian, nếu anh chị mình muốn mua cổ phiếu phát hành thêm thì anh chị mình có thể là chúng ta cân nhắc chúng ta tham gia mua, còn anh chị nào không muốn thì anh chị mình cứ canh trước những ngày đó anh chị mình chúng ta bán ra. Thì đấy là cái chúng ta thấy là trong giai đoạn gần đây thì rất là nhiều các mã cổ phiếu rồi, thì em lại sẽ không nói nhiều nữa với anh chị nha. Thì cái tham minh cũng như là đối mã cổ phiếu SSI hay là VND, CTS thì nó sẽ cần 1 đến 2 phiên nữa quý anh chị nha. CTS có thể nhanh hơn đối với các mã cổ phiếu như SSI hay VND, thì nói chung thì nó sẽ cần thêm 1 đến 2 phiên nữa. Có thể là phiên giao dịch ngày mai nó sẽ có xu hướng tăng luôn, hoặc là chậm nhất là đến đầu tuần sau thì nó sẽ có xu hướng tăng mạnh. Anh chị mình có thể chúng ta kiên trì, chúng ta nắm giữ thêm 2 đến 3 phiên nữa quý anh chị nhé. Thì chúng ta đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu này đâu đó tầm ít nhất là 20 phiên rồi. Anh chị mình cố gắng thêm một vài phiên nữa thôi thì chúng ta sẽ nhận được cái quả ngọt ở trong cái nhóm ngành chứng khoán này quý anh chị nhé. Ok, anh chị nào thấy video này hữu ích, anh chị mình có thể dành ra một vài giây để like cũng như là thả tim cũng như đăng ký cái kênh này với anh chị nhé. Anh chị nào mà chúng ta chưa có người đồng hành, anh chị mình có thể liên hệ với em Lệ qua cái số điện thoại ở trên màn hình là 0372086358,
hoặc anh chị nào chúng ta muốn cập nhật các thông tin về doanh nghiệp hay là nhận định về thị trường hàng ngày, anh chị mình có thể tham gia vào room Zalo, em Lệ sẽ hỗ trợ trả lời cũng như là nhận định thị trường hàng ngày trong đó cho quý anh chị ha. Ok, thì cũng xin chúc quý anh chị mình có một cái năm mới thật là nhiều niềm vui cũng như hạnh phúc, và trong có một cái năm mới giao dịch thật là hiệu quả quý anh chị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.